Đân, trung tâm thương mại tài chính thịnh vượng của xứ sương mù. Chinatown, tâm điểm giao thương, dấu ấn phồn vinh của Singapore. Tạ Hiện, chốn sầm uất hiếm hoi giữa lòng phố cổ. Bùi Viện, Sài Gòn đêm không ngủ, chất sống điển hình của người thành thị. Và tại Bình Phước, thuộc vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, nơi hội tụ nhân tài nhiệt huyết cùng cơ sở hạ tầng phát triển, xuất hiện trung tâm thương mại dịch vụ mảnh ghép hoàn hảo giúp thành phố trẻ chuyển mình lột xác. Một tổ hợp trung tâm thương mại và nhà phố thương mại được quy hoạch đầu tiên và duy nhất ngay tại trung tâm thành phố Đồng Xoài. Cùng chào đón The Light City, tọa lạc tại vị trí vàng đắc địa nằm ngay trục đường huyết mạch trung tâm thành phố Đồng Xoài. The Light City với quy mô 3,3 hectare, sở hữu trung tâm thương mại Đồng Xoài cao 10 tầng, lớn nhất tỉnh Bình Phước, cũng là điểm hẹn lý tưởng với các hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực phong phú và đa dạng, kiến tạo chủ sống phồn vinh, thời thượng, trái tim sôi động của tỉnh Bình Phước. Siêu phẩm của The Light City chính là các căn nhà phố thương mại độc nhất với số lượng giới hạn, dấu ấn thời thượng cho những nhà đầu tư tiên phong và tầm vóc. Sống động với The Times, nhà phố thương mại hai mặt tiền, thiết kế ấn tượng với phong cách tân cổ điển, nằm trên phố đi bộ, cửa ngõ giao thương kết nối các tiện ích, điểm hẹn mua sắm, ẩm thực, giải trí, náo nhiệt, sầm uất. Thời thượng với Deluxe, một không gian sang trọng được ví như góc Paris thu nhỏ giữa lòng thành phố Đồng Xoài. Tọa lạc ở vị trí đắt giá đẹp nhất khu đô thị, mặt tiền giao lộ ánh sáng. Deluxe là địa điểm lý tưởng với đa dạng loại hình kinh doanh và giải trí, nơi gặp gỡ tề tụ của cư dân tinh hoa. Đại lộ ánh sáng chứa đựng trọn vẹn vẻ đẹp lộng lẫy, huy hoàng của toàn bộ dự án. Các biểu tượng nghệ thuật tôn vinh tinh thần sáng tạo, thiết kế đặc trưng theo từng phong cách mùa lễ hội. Không gian khai mở những trải nghiệm, chốn phồn thịnh đong đầy những cảm xúc thăng hoa. Và chỉ tại Shophouse The Light City, dự án duy nhất tiên phong kiến tạo những đặc quyền độc bản, chỉ dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm. Khởi động ngày mới với những bước chạy sung sức tại phòng tập gym. Thư thái bình yên bên bể bơi tràn, ngắm hoàng hôn lộng lẫy. Thử thách phong độ với những cú đánh golf đẹp mắt trong phòng golf giả lập. Thời thượng đẳng cấp bên những người bạn đồng điệu tại Sky Clubhouse đẳng cấp, ngắm trọn vẻ đẹp Bình Phước về đêm. Đặc quyền thượng đỉnh, món quà định vị lý tưởng riêng dành cho những nhà đầu tư tiên phong. The Light City, nơi bừng sắc của vũ điệu ánh sáng, nơi thăng hoa cảm xúc tự hào, nơi mãn nhãn những màn trình diễn ấn tượng, nơi giá trị bất động sản gia tăng phi mã, sinh lời chắc chắn trong tương lai. Mang trong mình sứ mệnh lớn lao, The Light City sẽ thắp sáng tỉnh Bình Phước và kiến tạo nên một trung tâm kinh tế, thương mại sôi động, một tâm điểm đầu tư đắt giá và là nơi đáng sống bậc nhất Bình Phước. The Light City, tâm điểm ánh sáng khởi nguồn phồn vinh.